Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Anh Dũng mừng sinh nhật bên Trương Ngọc Ánh và phụ huynh lại còn nũng nịu tình tứ hết nấc với bạn gái. Diễn viên Anh Dũng đã có buổi tiệc sinh nhật hoành tráng bên Trương Ngọc Ánh và những người bạn thân thiết. Ít giờ trước trên trang cá nhân của mình, diễn viên Anh Dũng đã chia sẻ loạt ảnh trong tiệc mừng tuổi mới của mình. Anh vui vẻ viết, sinh nhật ấm áp được tổ chức bất ngờ và hạnh phúc, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ biết ơn, cảm ơn vì tất cả 2022. Buổi tiệc sinh nhật của anh Dũng được tổ chức tại nhà của Trương Ngọc Ánh với đông đủ bạn bè thân thiết đến chung vui. Đặc biệt hơn là cả mẹ ruột và phụ huynh hai bên đều có mặt. Họ thân thiết và tình cảm như một đại gia đình thực thụ. Đội diễn viên Hương Ga còn chu đáo trang trí không gian tiệc rất sang trọng, không khác gì nhà hàng. Trước gia đình và bạn bè, cặp tình nhân khoe sự đồng điệu, thể hiện qua trang phục, cách sử dụng phụ kiện. Họ được khen xứng đôi, anh Dũng không giấu được tình cảm dành cho bạn gái. Đáng chú ý, nam diễn viên còn có những cử chỉ tình tứ, làm nũng bạn gái. Cặp đôi liên tục cười đùa khi đứng cạnh nhau, bạn trai của nữ diễn viên liên tục tựa đầu vào vai ôm eo cô. Trương Ngọc Ánh và anh Dũng cũng được khen xứng đôi, cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc của dân mạng và hy vọng cặp đôi chị đẹp phi công sẽ có một cái kết thật viên mãn. Chúc anh chị mọi hạnh phúc, anh chị đẹp đôi quá ạ, nhìn anh là biết thương chị nhiều lắm, là những bình luận dưới bài đăng. Trương Ngọc Ánh và bạn trai kém tuổi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 4 năm 2021. Anh Dũng là diễn viên gây ấn tượng trong phim Sống chung với mẹ chồng. Anh vào thành phố Hồ Chí Minh để phát triển sự nghiệp từ năm 2018. Trong khoảng thời gian này, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau và bị soi hàng loạt chi tiết chứng minh quan hệ đặc biệt. Sau khi thành đôi, nam diễn viên cũng là người tháp tùng bạn gái trong mọi hoạt động. Từ khi công khai yêu, cả hai luôn xuất hiện tình tứ và thoải mái bày tỏ tình cảm. Dù chênh nhau 14 tuổi, nhưng cả hai vẫn được dân mạng nhận xét là đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Trương Ngọc Ánh và bạn trai trẻ luôn đồng điệu trong style ăn mặc. Anh Dũng cũng thường xuyên hộ tống người yêu trong các sự kiện. Cả hai gắn bó từ công việc tới cuộc sống và có nhiều sở thích chung như tập thể dục, thể thao, giữ gìn vóc dáng, ăn uống khoa học, đảm bảo sức khỏe. Trong cách bộc lộ tình cảm, cặp đôi vừa kín đáo tế nhị, vừa ngọt ngào lãng mạn. Nhận xét về bạn trai kém 14 tuổi, nữ diễn viên cho hay, anh Dũng chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Đây là điều tôi luôn tự tin ở bạn trai. Anh chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến. Trương Ngọc Ánh bày tỏ, mình chỉ thất bại khi bỏ cuộc. Trương Ngọc Ánh được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng nhan sắc mà cả cách cô vượt qua các rào cản để xây dựng và đạt được các thành tựu trong kinh doanh lẫn nghệ thuật. Thế nhưng đằng sau những thành công của hiện tại, nữ diễn viên tiết lộ bản thân đã đối mặt với nhiều khó khăn trong ngày đầu nam tiến xây dựng sự nghiệp. Tôi rời Hà Nội để vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ nghệ thuật từ lúc 16 tuổi. Ở vào độ tuổi đó, cô gái nào chẳng tràn đầy sự trẻ trung, niềm tin và những ảo mộng về một chân trời mới đang chờ đợi ở phía trước. Với tôi, Sài Thành lúc đó là chốn phồn hoa đô hội, thật đẹp và lấp lánh nhưng cũng có bao điều xa lạ, bỡ ngỡ. Tôi may mắn nổi tiếng ngay sau vai diễn đầu tiên và cũng trải qua nhiều áp lực khi bị gắn mác người đẹp đóng phim, nữ diễn viên bộc bạch. Trương Ngọc Ánh nói thêm khi mới vào nghề, cô thiếu đi sự bản lĩnh nên thường buồn trước những lời chê bai. Nữ diễn viên không tránh khỏi những trăn trở làm sao để vượt qua định kiến đó, hay phân vân về việc có nên tiếp tục với nghề. Sau đó tôi lắng nghe bản thân để hiểu mình muốn điều gì và hiểu ra rằng mình chỉ thất bại khi mình bỏ cuộc, cô nói. Trương Ngọc Ánh tự nhủ khán giả chưa hiểu mình thì bản thân phải nỗ lực hơn nữa để được công nhận. Từ đó, Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập 1998 đã miệt mài tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình thời bấy giờ cho đến khi tên tuổi được gắn với nhiều vai diễn nổi tiếng trong Đồng tiền xương máu, Giả từ dĩ vãng, công ty thời trang. Trương Ngọc Ánh nhớ mãi cảm giác khi đi ngoài đường được khán giả gọi tên Lan Anh sau thành công của phim Đồng tiền xương máu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.